Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tới bức tranh quả ớt. Và ok, giờ mình sẽ bắt đầu tô nhé. Phần cuống của cà rốt mình sẽ tô màu xanh lá cây nha. Ớt thì mình sẽ tô màu đỏ nha. Ok, mình đã tô xong bức tranh quả ớt của mình rồi. Video của mình cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.